Em là Trường Hương. Thầy ơi, thầy cô bác của ông bà. Thế bây giờ mình đi qua bên đường đi lai với thầy coi bây giờ mình trưng bài trưng bài những di tích lịch sử không? Cái nhà ngói đỏ hồi nãy gần đây thưa thầy. Để tâm linh cho xíu. Để bớt người đâu. Bớt người. Để mình trong cái chuyến đi mà âm như thế này là không có phí. Không có lạ, không có phí đâu. Con thấy thầy cũng có tới đi tham quan này nọ mà thầy lại đi thì con cũng muốn biết mục đích của thầy muốn đến thăm cái chùa Phi Lai là mục đích gì á. Thầy không bao giờ đi chơi. Dạ thì con hiểu điều đó nhưng mà con đi cái mục đích. Con muốn biết mục đích của thầy. Bởi vì khi mà thầy viết cái bộ sách đạo đức của người sống trong một chỗ một cái người thì đến cái giai đoạn nói đến cái dân thần rất là đơn thì thầy nói cái tiếng nói kêu gọi của mọi người với cái sự cảm xúc những cái hình ảnh này mới chính là cái tội của thầy nói thầy cảm xúc dân tộc mình đã bị chết ở đây chứ không tại sao mình đến đó mình không mình thăm thứ nhất á là về tinh thần á vì có những khi mà ước ao làm sao cho những người mà đã chết họ được tái sanh đạt được cái may mắn thì khi mà thầy đến đây á là cũng đem cái tinh thần đạo đức để cho họ sống đạo đức cái thân thế trong cái ác pháp cái nhân quả thù hận người ta làm khổ mình người ta giết mình nhưng mình thương yêu và tha thứ dù luôn quá ác thì nhân quả phải chịu nhưng mình là người bị nó làm khổ bị nó giết chết bây giờ còn chỉ cái hình ảnh là cái đầu lâu thôi cái xương sọ thôi nhưng với cái tinh thần mà pháp thì mình lại thương yêu và tha thứ những người mà thầy muốn cho dân tộc của chúng ta lúc nào cũng lấy tình thương mình thương yêu và tha thứ đừng gì đó mà âm hận để rồi từ cái nhân quả này trầm đến nhân quả khác không bao giờ được chỉ có thương yêu tha thứ thì mới quá được hôm nay thầy xuống đây với cái tinh thần để cỡ mở những cái người mà chết đồng dù họ tái sanh ở đâu nhưng mà khi thầy đến đây cái tinh thần mà con có một thắc mắc của thầy. Ở đây nó cũng lâu lắm rồi mà sao hồi lúc đó giờ thầy đến mà đến thời điểm này thầy mới đến? Bởi vì cái thời điểm đó chưa đủ duyên. Còn cái thời điểm này là đủ duyên phước là nó có những cái bộ sách xây dựng cho cái đạo đức của dân tộc. Nó không riêng cho những người đã mất mà nó không riêng cho những người còn sống mà nó giúp đỡ cho những người đã mất. Nó phải đúng lúc, chứ nó không đúng lúc thì nó không được. Cái duyên nó đủ, nó không đủ. Dù họ có chết thì họ cũng tái sanh trở lại. Họ chết rồi, họ tái sanh rồi. Nhưng mà họ chưa có hiểu biết được hôm nay chính thầy gợi lại cái ý này để cho họ có cái duyên họ gặp. Họ gặp được sách vở của thầy nói về đạo đức. Họ gặp được những người đệ tử của thầy để rồi họ sống. Những người đó đều tái sanh hết rồi. Không phải là họ còn có linh hồn, họ còn đây đâu. Không có linh hồn đâu. Nghiệp mình đã sinh ra. Nhưng mà từ lâu tới giờ mà thầy chưa đến á là cái nghiệp đi tái sinh họ còn sống trong những người khác cái tư vật cái họ còn tâm thù cứ giết họ đau khổ thù đó. Nay thầy đến đây thăm là những tâm thù nó sẽ quá loạn giúp cho cái người sống rồi phải giúp cho người chết nữa chứ đâu giúp cho người sống hiểu đạo đức mà bỏ cái người chết đó. Thầy mất việc khó nhập vào chế một cách thế giới muốn sống mới tập trung về chuyện này thế đâu phải muốn chết đâu nhưng mà cũng ngờ là cái nhân quả tập trung vào để chết chung với nhau mà bao nhiêu cái xã hội chứ nếu hồi đó có người mà xích động đoàn kết nhau lại thì thể như ba cũng có xích trúng chạy gì hết thì đã 2.000 người chứ đâu phải số người quá
Dường như là đa số mà khách đến tham quan, thậm chí cái thế hệ sau á, khi mà biết được cái lịch sử về nơi này nè thầy, thì hầu như là ta mang một cái lòng mà sôi sục căm ghét. Như vậy nó cũng có tạo từ trường đúng không thầy? Thì quán thù không có giải được luôn. Cho nên khi mà thầy nói ở đây cho mấy con nghe, thì nó chuyển biến được những người đã sống, những người mà chết trong cái thương yêu vậy, không nhận giữ những người mà nó mới xả ra được. Chứ còn bây giờ tôi bị giết vậy tôi phải tức cái gì? Tức là không hiểu đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta thương yêu và tha thứ để chúng ta không hiểu nhân quả nữa, không biết nhân quả, và từ đó thì nó sẽ không còn cái bây giờ mà thầy chắc con cũng có nguồn gốc đây đó thầy, tại vì bên dòng họ con là dân tộc Khmer, chắc con cũng dính dáng, chắc con cũng dính dáng này đó. Đúng là vậy, nếu mà không dính dáng là sao con tôi dạ gì đây chắc vậy là, con xin phép hỏi vậy, những người có mặt ở đây chắc có lẽ là họ có duyên ở cái chỗ này phải không thầy? Đi theo thầy mà đi đến đây là chắc có lẽ có duyên, có duyên trong một cái kiếp đã làm những cái người ở đây trời, tụi con cảm nhận chịu đựng những cái nỗi khổ của trong khi của con đó, trong những người này. Nhưng mà thầy đâu phải là cái người mà đi tiên tri cho mấy con đâu. Dạ dạ, dạ con hiểu, con hiểu, tụi con thì cũng có thấm nhuần kinh sách nguyên thủy rồi, tụi con cũng hiểu điều đó. Như vậy chỉ cần có một hay là vài người trong số người mà bị bom bắt hại mà người ta khởi cái tâm yêu thương và tha thứ thì nó tự nhiên nó sẽ hóa giải hết mọi cái ăn quán của anh thầy. Phải rồi, hóa giải ví dụ như thầy nói trong số tụi con đây, có người cũng đã từng là nạn nhân của bọn giặc bom bắt, ví dụ như tụi con khi mà tụi con biết đạo rồi cái tụi con phát những cái tâm yêu thương họ, tha thứ hết tất cả, thì như vậy thì nó không có còn những gì, tức là cái sự việc hôm nay nó sẽ không tái lập lại nữa không? Không tái lập, chứ không khác sẽ tái lập. Dạ. Mà tái lập lại nữa thì con thấy hai bên xung đột nhau, có sự đau khổ chứ. Hận thù chồng hận thù, không quá giải được. Nhưng mà phải đem cái tình thương mà để quá giải. Thì người nó cứu có lúc tới giờ đó. Mấy con chưa đọc sách của thầy, lập yêu thương tập 1, tập 2, tập 3. Nói là yêu thương nhiều lắm, mình phải biết yêu thương, mình yêu thương đúng, không phải yêu thương sai. Yêu thương sai coi chừng nó ích kỷ, nó nhỏ mọn. Là yêu thương mình. Con xin phép hỏi thầy vấn đề này, con có nhiều thắc mắc nhưng mà con không gặp được thầy hôm nay. Thầy đến nay con xin phép hỏi thầy vấn đề, có nghĩa là cái người họ lò ác, họ làm ác, họ phóng sức ra bên ngoài những cái từ trường ác, thì những cái từ trường nó dở lên cái quả, rồi cái người đó mà hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả, họ sống theo đó, rồi cái những cái quả ác kia nó có thay đổi không thầy? Có chứ. Bây giờ ví dụ như bây giờ con giận một người, con chửi người đó liền, thì cái nghiệp mà con chửi, cái hành động miệng con chửi nó đi tái sanh, con còn đóng cái chuỗi trái đạo. Dạ. Con hiểu không? Nó tái sanh. Nhưng mà khi mà nó tái sanh, cái người ác hay hoặc là con thú vật ác á, nó bị đòn á, thì ở đây con sao bữa nay cái tai tôi nhức, nó không ngờ là cái nghiệp con tái sanh là con bò trúng đấm, ở đây cái tai con đòn, con phải cùng chung với nó chứ đâu có chặn. Dạ con về con xin phép hỏi thầy câu hỏi của bà chị, lúc mà con chuyến đi lần trước đó, con quên hỏi, hôm nay con tiện hỏi thì để chút kiến nữa con quên. Là tại sao mà cái bà chị đó cũng là đệ tử của thầy thôi, nhưng mà chị không dám hỏi, tại vì chị nhờ con hỏi giùm, là tại vì chị có mang một cái thân nữ mà cái bản tính thì bản tính người nam, muốn làm người nam mà làm không được. Thì ví dụ như trở ngược lại là cái người nữ mà muốn làm nam, ví dụ như người ta nói ngoài đời nó có sự chớ riêng gì, thì đó là do nhân quả gì mà người ta bảo à, lẽ đương nhiên là bây giờ con là người nam mà con thích tha son đánh phấn chải chuốt, lúc nào đi ra cũng sửa quần áo rồi quay rọi kiếm quay mặt mình như thế này, đó là cái bản chất của người nữ đời trước của con còn rất là trong khi con nam. Dạ. Nghĩa là hiện tại thấy con sống như thế nào người ta biết trước con nam hay là nữ, còn bây giờ rõ ràng con là nữ mà con lúc nào cũng mạnh mẽ,
không có e dè rụt rè như một cô gái biết trước là cái cô này trước rồi là người nam rồi, thấy là biết liền chứ. Dạ. Vậy là do nhân quả họ tạo mà họ phải nhân quả tạo này rồi. Mang cái tính chất của nó đều là nằm trong nhân quả, để nó thể hiện qua cái nhân quả biết rất rõ. Bởi vì Đức Phật nói nhìn cái quả hiện tại của nó thì biết về tương lai nó sẽ là nam hay nữ. Mà hiện tại thì nhìn cái quả hiện tại của con là con người hiện tại đó, thì biết được cái quá khứ của con như thế nào mà con nó sanh ra như vậy. Mà người ta nói nữ tội nhiều hơn nam gì đó, có đúng không? Không phải đâu, tội gì hết. Phải ở đây là có tội gì đó, nam nữ y như nhau đó. Mà cái tư tưởng mà người ta nói nữ làm tội nhiều cho nên mới sinh nữ. Dạ. Cái đó là cái tư tưởng của mấy cái ông làm vua chúa này bày đặt để cho cái người nữ yếm thế coi như mình bị tội nhiều, cho nên phải nhịn mấy ông nam này, mấy ông nam này sinh ra ít tội. Các con bị cái tư tưởng đó là tư tưởng cai trị, dùng cái tư tưởng đó để cai trị, để sai bảo người nữ. Nữ nam sinh ra cũng y như nhau, chúng ta cùng mạnh mẽ quá thôi. Nữ nam nhớ quá. Thì con tưởng nam thân nữ thì cái tộc như nó nhiều hơn, không đâu nhiều hơn. Đâu có nhiều hơn đâu. Dù có biết cũng nên cho người khác biết. Không, sách của thầy nói rồi. À bây giờ do con bây giờ con bỏng tiễn ích kỷ cho nên con sống con mà nói tôi sao mà tâm thánh như vậy. Đâu phải, đâu phải có người nữ nào cũng bỏng tiễn ích kỷ đâu. Có người nữ phải giàu lòng rộng rãi đó, phải luôn luôn sẵn sàng có giúp những người khác, thấy ai hoàn cảnh nào có giúp. Chứ đâu phải có riêng con, người nào cũng bỏng tiễn ích kỷ con cho người nữ mà. Có người phải rộng lắm. Dạ con xin hỏi về vấn đề con, ví dụ như con bò kia nó bị đánh mà cái người này bây giờ hiện giờ họ làm tốt lại, họ làm thiện lại thì con bò kia nó sao thầy? À cái nhân quả con, chính con làm tốt, con làm thiện, con giúp đỡ thì con bò rồi kia, ví dụ con giúp đỡ cho những người nghèo, con bò rồi kia họ chăm sóc bỏ ăn hết. Dạ. Còn con khéo con bò của con mà cái nghiệp của con nó không có khó nó ăn nữa, con ích kỷ con không dám cho ai, tức là nghèo mà chính cái nghiệp của con sanh ra con bò nó lại đói. Mấy thằng chăn đó, nó làm bỉ nó đem nó cột cái chỗ không khó mới chết được bò luôn. Cho nên con mà làm thiện thì tất cả những cái nhân quả mà con đã đi sanh nó đều hưởng được cái phước của con. Bởi vì chính của con, cái hành động của con mà tạo ra nó. Giải quá được không? Giải quá. Bởi vì ví dụ như bây giờ thầy làm những cái điều ác hồi nào cũng giờ, bây giờ thầy biết làm điều thiện thì nỗ lực của tôi thì dự tính tâm hết thì bao nhiêu những người mà do thầy nghiệp của thầy tái sanh nó đều hưởng được những cái phước đó, nó trở thành thiện hết rồi. Theo mà chính thầy tạo ra nó thì nó đều ảnh hưởng hết thầy, mà nó bị cái gì thì đây phải chịu hết chứ định nói nhân quả ông bò chịu chứ tôi đâu có chịu, không phải đâu. Nó bị người ta đánh thì dài con bị đánh. Con xin phép hỏi vấn đề tại vì nhân quả của con, tại vì vợ con á lúc nào cũng cô ta cũng bệnh đau tối ngày đau chỗ này đau cái chỗ này đau chỗ kia, mà đi thầy đi thuốc á thì cũng vậy. Với lại nó có nhiều chuyện nó như vậy thì con muốn cái nhân quả nó chuyển thì con thì cái tánh tình của cô ta thì không có thích nghe cái chuyện đạo đức này đâu. Thì bởi vì dịch cho nên là con rất cũng khó phổ biến lắm. Tại vì hai người, một người cũng lúc nào cũng hướng về đạo đức mà một người thì không thích, thì nó cũng khó cho con cái vấn đề đó. Bởi vì con xin phép thầy chỉ giáo cho con vấn đề. Thứ nhất là con phải thấy như thế này. Vợ con lên đòi nợ con, nó là con nợ. Yeah. Con vui vẻ trả nợ, mà con vui vẻ trả nợ con mới chuyển được nó. Yeah. Mà con hở mồ hộ mỗi chút con tức giận con phiền não, thì đối với vợ con cứ tức giận phiền não thì con bao giờ hết. Con vui vẻ, nó muốn gì thì con thấm cho nó liền. Con nói chữ, con nói nặng con cực từ với con biết đây là nhân quả. Mình vui vẻ để mà trả nhân quả. Mà chính con vui vẻ đó, nhân quả tác động con không được, cho nên con chuyển được nhân quả ngay trong tâm con. Ngay trong tâm con chuyển được rồi á, thì cái nhân quả hiện vợ con nó sẽ thay đổi. Thay đổi, nó chuyển hẳn con người đó sẽ trở thành con người tốt. Không hiểu chưa? Dạ. Cho nên tại mình chuyển không được cái tâm mình thì mình chuyển người ta không được. Dạ. Mà mình chuyển mình được thì cái hành động sống của mình chuyển nó cảm hóa được cái nhân quả. Vợ con cũng thay đổi, trở thành người tốt.
Và thầy, con có vấn đề con hỏi thầy, bây giờ thầy ví dụ như trên đường con đi dạy á thầy, thì con phải qua hai cái nơi, hai cái địa điểm cắt xanh. Một cái là con phải qua cái chỗ mà người ta giết bò, rồi sau đó con lại ngang cái chỗ giết heo. Mà cứ đi ngang đó rồi là con nghe những cái tiếng la đó rồi cái con cũng nhốt ruột, con cũng đau xót gì nó, mà cũng không biết làm sao để mà chuyển hóa được. Không có sao, ước nguyện cho con bò heo đó sẽ là học trò con. Để làm gì? Đằng sau khi nó là học trò con á, bây giờ nó tái sinh nó làm đứa bé phải không? Dạ. 10 năm sau nó làm trò con được mà. Không, hoặc là mười mấy tuổi nó đi học được thì tức là con sinh nó làm học trò. Con ước nguyện rồi, con bò heo này sẽ tái sinh làm đứa trẻ, sau này sẽ là học trò tôi sẽ đem đạo đức cho tôi dạy. Vậy là mình đi ngang đó, khi mà con nghe những cái tiếng la của nó thì con cứ phát nguyện điều đó được không? Ước nguyện cho nó sanh làm con người để nó làm học trò tôi, thì nó sẽ làm học trò. Còn con dù đâu ở đâu nó cũng, cha mẹ nó cũng dời nhà theo con. Cho nó làm học trò con. Bởi vì con ước nguyện mà con đã từng đi qua những cái chặng đường để thấy được cái sự đau khổ của con bò con heo đó. Phải không? Nó bị giết nó không đau khổ sao được. Cho nên đó là con có cái duyên với nó, con nghe chứ gặp thầy ở trảng bàn thầy nghe, tức là thầy có duyên. Con đi qua hai chỗ, chỗ giết bò, chỗ giết heo, đó là con có duyên với bò heo đó. Phải không? Vậy con ước nguyện nó làm người để trở thành học trò con thì hay quá. Để độ nó con đi. Con xin phép hỏi vấn đề nữa này. Trong khi đó bùa phép đó thầy, bùa phép của ngoại đạo nó làm thì nó, nếu mà nó làm trúng thật sự như con người mà. Có người đã bị nó làm trúng rồi, ví dụ muốn hóa giải nó thì không cần tới những ông thầy khác thì phải như thế nào thầy? Dễ mà, đừng có tin nó. Tại vì con tin nó mới làm cho con mới bị này thế khác. Chứ con không tin nó, bây giờ nó vẽ bùa trên lưng con không tin. Cho tụi bây vẽ đi, tao đưa ngực nè, tao đưa lưng cho giết bùa thẳng tay đi. Nó giết 1000 cái lá bùa cũng không, nó đọc thần chú lâm lâm nó cũng không hại con. Dạ, người thân của con thì họ không có suy nghĩ giống con thì cũng phải làm sao thầy? Bởi vì cái tinh thần nó yếu đuối quá, cứ tin ba cái bùa chú á thì nó ảnh hưởng. Cái tinh thần mình yếu, cho nên con bảo là mình là con người phải có ý chí dũng mãnh, phải có tinh thần dũng mãnh, đừng có sợ hãi ba thứ đó. Con đang dạy họ vậy thì họ thoát nè. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con này, cái thân thấy con nhức đầu này, đau bụng, đau bệnh gì trên thân con thì con biết các pháp đều vô thường, hôm qua không đau sau này đau, nó là vô thường phải không? Do nó còn nói các pháp vô thường, bệnh đau này đi ra khỏi thân, không phải ở đây, tao không sợ mày đâu, chết đi. Thôi nó không có nhức đầu, nó nghe con nói là nó hoảng sợ rồi, con hiểu không? Chỉ cần con nói được cái lời nói mà con dũng cảm, nó đau dữ lắm, nhưng mà con kệ mày, tao không sợ đâu, tao không uống thuốc đâu. Chứ mà con chạy bác sĩ uống thuốc là thôi, rồi con đồng hành. Thì con không bao giờ mà con dùng cái công án hết được. Còn đối với con đừng có đi uống thuốc, đừng có gì hết, kệ mày chết bỏ, tao cho mày chết. Tao biết các pháp vô thường, thân này cũng vô thường, chết tao bỏ, không cần đâu. Nó không dám chết đâu. Bởi vì nghiệp nhân quả con còn mà chết đâu được, con hiểu không? Bệnh nó sẽ lui liền. Con hiểu không? Cho nên thầy dạy mấy con làm chủ bệnh dễ lắm, gan chút là bệnh đi hết. Tại mấy con nhát gan mấy con chịu. Không, mấy con mà bệnh đau mà đi bác sĩ được, thầy nói thứ này là tiếng hèn nhát ra, cho nên đem tiền bác sĩ ăn. Nếu mấy con gan dạ chút đó, mấy con ngồi chơi nhức đầu kể nó, cho mày chết đi, tao sợ chết cái thân này là thân vô thường chứ đâu phải của tao, đúng không? Tao giữ tâm bất động, thân trạng là điều gì có nhiều đó đủ rồi, bao nhiêu thứ bệnh nó chạy, nó xách gói nó chạy nó. Một giờ nó chưa hết, hai giờ chưa hết, 3 giờ nó đi mất. Thầy nói trong tiếng đồng hồ mà con chịu đau là cả một cái vấn đề. Mà con không sợ bây giờ vô 1 ngày 2 ngày đâu. Không sợ là không sợ, không chạy đâu hết. Thưa thầy, con trong giấc mộng, trong giấc ngủ của con thầy, con hay nằm mộng. Mà miễn con nằm mộng là tới sáng con quên hết, mà miễn con nhắm mắt là con nằm mộng. Như vậy là con muốn hóa giải cái vấn đề nằm mộng này thì con làm như thế nào thầy? Không, giờ do tưởng con. Mà con nằm mộng thường thường á là cái do cái tâm của con ao ước điều này điều kia, cho nên con nằm xuống đó, ước ao cái gì thì nó, hoặc là con sợ hãi thì con thấy rắn thấy rít rồi đó, đều là hoàn toàn con quá sợ cho nên con nằm mộng con thấy.
hoặc là con thương nhớ người này người kia, con nằm mộng đó. Do đó con phải ly dục đi, nghĩa là con tác ý nó. Đừng có chim bao nữa nghe không? Chim bao là cái tưởng tao không nghe mày đâu, từ đây về sau nằm ngủ im không có chim bao. Còn ha ha nó dài ba lần nó chim bao, chứ còn không là nó chim bao hoài. Để con nhắm mắt lại nó chim bao. Nhiều khi con cũng nằm mộng thấy con ở gần thầy như vậy á. Con phải là không có vị nào muốn ở bên thầy cứ lên ngay ở bên thầy, chứ không có mày mộng mộng nó cũng được. Thì cái tưởng con nó không hoạt động nữa thì nó ơi, con hiểu không? Cái mộng là do cái tưởng của mình. Cái tưởng không phải là mình ngồi mình tưởng, mà đây là cái tưởng quẩn trong thân con. Nó có ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, tưởng quẩn là cái chim bao của con đó, nó hãy thực hiện ra cái tưởng. Cho nên con không có lo gì tưởng, đuổi cái tưởng đi. Tao chỉ sống ý thức chứ tao không có sống tưởng. Phật dạy tao sống ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp. Tao sống trong ý thức. Còn tất cả những cái mà biết bằng tưởng tao đuổi được. Ha, mấy con hiểu chưa? Như vậy là mấy con không sống tưởng nữa thì mấy con đâu có bị nó nữa. Nếu mai mốt nó lên đầm nhập phố bắt đầu đó con mới bị tưởng luôn nữa. Rồi hiểu không? Con thì ngày xưa thì trước khi mà gặp thầy ấy, thì con cũng giống người ta vậy, nhưng mà bây giờ thì con là cái người mạnh mẽ dứt bỏ những cái đó đó thầy. Nhưng mà thậm chí con dứt bỏ mình lên con cũng chống đối người ta nữa, thành ra nó cũng có ác tâm lên như con vậy. họ đang mang cái nghiệp con thấy họ. Người ta mê tín, con thấy con chịu không nổi rồi cái gì con nói thành ra bắt đầu con không có cái năng lực gì giống như thầy, bởi vì nói người ta đâu có. Mai mốt cạo đầu đi, mặc áo tu sĩ đi, rồi thầy dạy tu nhập định. Con về đây, con ở đây không? Con nhập định một hai ngày, sau đó con ra nói, họ thấy trời đất ơi, cái ông đó ngồi hai ba ngày thiền định. Thầy con nói ngán hết. Mà con không hiểu sao mà những con nghe những lời tụng kinh niệm Phật là con bực mình. Mà ngay cả vợ con cũng vậy. Mới miễn mà nghe là những cái lời ê ý ai à rõ mẹ con cốc cốc bong bong là con thấy con bực mình. Mà lúc trước á, con bực mình mà con bùa, con thấy bức xúc ở trong lòng. Trời đất ơi, trời mưa. Không lấy nước mưa mà lấy nước lọc. Thấy cầm rồi. Cho nên nghe con đừng có người ta gõ mỏ, người ta làm chuyện ta thích quá gì kìa. Mình đừng có, mình đừng khích lệ họ, mà mình cũng định bác họ. Yeah. Con hiểu không? Bởi vì người ta đang cái nghiệp người ta để người ta làm đi. À, do đó thì khích lệ thì mình cũng khích lệ cho họ làm gì thì như tính đó. Nhưng mà mình nhưng khi nào mà con thấy cái người nào mà nó hợp với con hay hỏi con sao người sao họ hỏi con được sao tôi thấy anh này sao anh không có tinh thật tinh thần thánh thần thì nói chuyện nào có cái người nào hỏi thì con sẽ nói, còn mà không có ai hỏi thì con nhầm gì đi rồi xin nghe lời thầy. Và thầy con có nghe phần băng mà cô Trang quán đạo thầy á hỏi về giai đoạn tu tập từ thấp đến cao. Thì thầy trả lời là có ba giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là tu đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Mà thầy nói đây là giai đoạn rất là quan trọng, nếu mà không tu xong giai đoạn này mà chuyển sang giai đoạn thứ hai thì không có được. Dạ, nghe làm như tụi con bị chớ vớ với thầy. Như vậy thì tụi con không biết tu tới chừng nào mới xong giai đoạn 1 rồi. Giai đoạn 1 là giai đoạn cư sĩ ngũ giới đó. Mình làm chưa xong thì qua giai đoạn 2 rồi. Đúng rồi. Bởi vì mấy con biết mình dùng cái tri kiến hiểu biết của mình bằng nhân quả. Thấy người ta chửi mình thấy nhân quả. Mà mình thấy đây nhân quả, hồi đó mình chửi người ta chửi mình, tại sao mình giận? Giờ nó mới ngọn giận phải không? Đó là mình dùng trí nhân quả gì? Thì tất cả những sự kiện xảy ra làm cho mấy con buồn phiền đều thấy nhân quả, làm mấy con quá giải được tâm của mình. Có còn khổ đau nữa, nó là nhân quả. Mà bây giờ mấy con phải sống chung đụng với người này người kia trong gia đình, vợ con hoặc là cha mẹ, mọi người đều có một cái đối tượng để tạo cho mình thấy được nhân quả. Do đó mình sống tất cả mọi người đều xả được cái tâm mình bất động thanh tạng hoặc như vậy. Thì bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, mình mới đến xin phép thầy để tu tập giai đoạn hai. Chứ bây giờ giai đoạn một chưa có
xin thầy vô tu tập giai đoạn 2. Thầy cũng cho, nhưng mà thầy cho thầy không giải pháp gì hết, thầy bảo vô hết sống từng lễ tháng 3 tháng độc cư, sống mình không được nói chuyện ai hết. Trời đất ơi, cái giai đoạn thứ nhất mà không căn bản thì vô độc cư mình mấy con chịu nổi không? Thầy biết liền mấy con thiếu tiết, cho nên thầy kép vô độc cư là mấy con bung ra, người nào thích quá trời hết. Các con thấy chưa? Mà nếu mà độc cư trọn vẹn hẳn hoài đàng hoàng, mấy con sống một mình an vui, biết là cái người này đã dùng tu tiến nhân quả, họ đã xả được tâm rất là rõ ràng. Người này hướng dẫn cách thức tốt. Chứ bây giờ thầy hướng dẫn mà mấy con chưa có dùng cái tu tiến nhân quả, mấy con xả tâm, hướng dẫn mất công thầy. Mà mấy con còn bị ức chế tâm, mấy con còn lạc con tưởng. Ức chế ý thức thì ý thức nó không hoạt động thì tưởng nó sẽ hoạt động. Tưởng hoạt động mai mốt con hộ thấy hào quang ánh sáng, con tưởng là con chứng đạo à. Và cái sắc tưởng nó hiện ra chứ gì. Ngồi đây nghe nó hỷ lạc, trời ơi bữa nay tôi ngồi nghe nó an lạc vô cùng, thích thú, bữa nào cũng ước mong như vậy. Bị ma tưởng rồi, thứ này tôi có thơm rồi, chỉ còn nước mà. Chỉ còn nước đưa đi làm thầy bùa, thầy thoát, thầy ngại, không thích không thôi. Bởi vì tưởng á, thì nó sẽ thơm á, tự nó kiến giải ra bùa chú, cho nên nếu thầy bùa chú ra điều rồi hoàn toàn là cứ thầy tưởng. Ở trong hôm đó, tự kiến giải cho nó cái nó dễ bùa. Còn không á, thì nó bị pháp tưởng, nó ra nó biết pháp, trời đất ơi nghe đâu đúng không hết. Thời tâm này biết học gì vậy. Chứ thật ra nó bị tưởng pháp. Chứ nó làm chủ sinh già bệnh chết, nó chưa có làm chủ được gì hết. Bệnh đau được, nó ngủ cũng chưa được, mà giờ nói thiệt hay vậy. Phật tử bây giờ họ thích nghe vậy lắm, những lời thầy chân thật gì họ cũng thích nghe. Họ nói nghĩa cạn, nghĩa gì họ nghe cái gì hết trơn. Họ nói chuyện trên trời dưới đất họ nghe, nói thiên đàng cực lạc ở đâu đâu á họ nghe, chứ họ nói thực tế ở trong tại tâm của họ, bởi vì họ không có sống thiện nên họ đâu có cảm nhận được. Chứ nói chung là họ bị cái sự truyền thừa của kinh sách đại thừa rồi, là họ đã xây dựng cái thế giới tưởng như cõi cực lạc đó, là cõi tưởng người ta chứ đâu có. Đức Phật Di Đà cũng là cõi tưởng, Bà Quan Âm cũng là cõi tưởng. Bây giờ họ quen rồi, họ cứ thờ Bà Quan Âm rồi thờ Đức Phật Di Đà, họ hở ra chút gì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, trời đất ơi nó đi ra giết người đó mà giờ bỏ cứu nó, cứu nó mai mốt giết thêm nữa sao. Có phải không? Bịa đặt. Con có bà ngoại, bà nói bà là cục đất của ông là Nam Hải của bà Quan Âm, thì con không biết nói sao để bà bỏ cái tư tưởng đó. Nói bà nói gì đó, đó là nuôi cái tưởng nó hoài ra thấy cũng khổ bà nữa. Rồi bây giờ thôi, được rồi, bây giờ mình lên đường. Dạ. Còn... dạ vậy đi. À, đường rồi. Chùa Phi Lai không chị? Này đây nè. Rồi rồi. Rồi gặp thầy hôm nay rồi, con nghe thầy nói là cởi mở hết rồi đó. Con nghe thầy dạy là con cởi mở rồi đó. Hai chú này nãy chạy xe Honda theo như này, dạ. Chạy theo. Dạ. Dạ. Ờ, chạy theo hồi nãy. Còn... chủ quán không có tài không được.